Ở đây thì cho cái một cái đồ thị đây, các em chú ý này. Thì ở đây chúng ta có hai cái điểm, điểm lồi và điểm lõm, đúng chưa? Điểm lồi thì chúng ta thấy các điểm xung quanh này nó có giá trị là thấp hơn. Vậy thì cái điểm lồi này người ta gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số, được chưa? Và chúng ta quan sát điểm cực đại của đồ thị hàm số là điểm A này, thì nó bao gồm hoành độ và tung độ. Với hoành độ là x cực đại, với tung độ là y cực đại, đúng chưa? Vậy thì x cực đại này khi đó người ta gọi là gì? X cực đại người ta gọi là điểm cực đại của hàm số. Đấy, lúc này không có đồ thị hàm số nữa mà là của hàm số thôi. Tương tự như vậy, y cực đại lúc này người ta gọi là giá trị cực đại của hàm số, được chưa? Tương tự chúng ta có cái điểm lõm này. Điểm lõm thì xung quanh các điểm lõm là những điểm có giá trị lớn hơn, đúng chưa? Chúng ta thấy này, có giá trị lớn hơn điểm lõm này. Vậy thì cái điểm lõm này người ta gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số, được chưa? Đấy, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Và điểm B là điểm cực tiểu thì nó cũng bao gồm x cực tiểu và y cực tiểu, đúng chưa? Vậy thì khi đó x cực tiểu người ta gọi là gì? X cực tiểu thì người ta gọi là điểm cực tiểu của hàm số. Và y cực tiểu lúc này người ta gọi là giá trị cực tiểu của hàm số. Được chưa? Nhớ là gọi nguyên x hoặc nguyên y thôi thì chúng ta gọi là hàm số. Còn đầy đủ cả x cả y thì người ta gọi là của đồ thị hàm số. Được chưa? Vậy thì từ đồ thị hàm số này thì có cái bảng biến thiên, suy ra một cái bảng biến thiên như sau. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như dưới đây. Chúng ta có 3 hàng, hàng x, hàng y phẩy và hàng y. Được chưa? Trên hàng x chúng ta có những cái giá trị âm vô cùng, x1, x2, dương vô cùng. Trên hàng y phẩy chúng ta có các dấu của y phẩy và hai giá trị không. Trên hàng y có hai giá trị fx1, fx2. Như ở phần đồ thị thì chúng ta đã biết x1 này và fx1 này nó ở cái phần lồi của đồ thị hàm số, và x1 lúc này gọi là điểm cực đại của hàm số, đúng chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta gióng xuống chúng ta có fx1 là giá trị cực đại của hàm số. Ngược lại, x2 và fx2 nó là điểm lõm